Em gọi anh ra đây có chuyện gì nữa không? Từ lúc lấy vợ đến giờ anh có nhớ em không? Anh đã nói với em rồi, mình không thể tiếp tục được nữa. Các bạn thấy video vừa rồi như thế nào? Mà nếu là mình á thì mình sẽ làm thế này. Em gọi anh ra đây có chuyện gì nữa không? Từ lúc lấy vợ đến giờ anh có nhớ em không? Anh đã nói với em rồi, mình không thể tiếp tục được nữa. Cả cảnh là khuôn khổ kích thước của hình ảnh trên màn hình được xác định bởi khoảng cách giữa máy quay đến nhân vật được mô tả là một yếu tố rất là quan trọng. Khi cỡ cảnh thay đổi sẽ tạo nên nghệ thuật dựng phim, tạo nên tiết tấu và nhịp điệu cho bộ phim, rút ngắn được thời gian mô tả và động tác thể hiện của diễn viên, dẫn dắt câu chuyện một cách mạch lạc và làm cho người xem cảm thấy hay hơn. Ủa bữa hả, em thấy anh nói này rồi mà ta, sao bây giờ nói lại nữa anh? Ủa nhưng mà video đó nào xóa rồi ai biết, giờ thích thì nói lại thôi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ update cho các bạn hay hơn. Khi mà quay phim á, các bạn sẽ chọn khung hình cho nhân vật của các bạn như thế nào mà làm cho cái nhân vật đó có tác động rất riêng lên người xem. Các bạn thử nghĩ vào điều đó thử xem. Việc mà các bạn đặt nhân vật gần hoặc là xa đối với người xem á, thì chính cái cách mà chọn cỡ cảnh của các bạn á sẽ làm cho người xem cảm nhận về nhân vật đó sẽ khác nhau. Tùy theo mỗi người sẽ có cách chọn cỡ cảnh khác nhau, tại vì đó là cái phong cách làm phim của mỗi cá nhân. Khi mà các bạn sử dụng cỡ cảnh tốt sẽ làm nổi bật cái ý đồ của các bạn trong đoạn phim. Hãy nghĩ về sự thân thuộc khi các bạn chọn cái kích thước của nhân vật trong cái khung hình đó. Nó giống như kiểu là các bạn sẽ gặp ai đó lần đầu tiên, các bạn có thể là nói chuyện hay là ăn tục nói phét gì đó sao cũng được, nhưng mà mình bảo đảm với các bạn rằng các bạn luôn luôn có một khoảng cách nhất định đối với những người mới quen. Nhưng mà còn với ghệ thì sao? Đương nhiên không có thằng nào mà muốn có khoảng cách với ghệ mình hết á. Vậy thì cỡ cảnh sẽ có cái tác động như vậy đó các bạn. Khi mà làm video này á thì mình nghĩ đến rất là nhiều cỡ cảnh. Nhưng mà đối với mình á thì mình chỉ có thấy 4 cái cỡ cảnh cơ bản mà các bạn cần lưu ý thôi. Đó là toàn cảnh, trung cảnh, cận cảnh và đặc tả. Còn những cỡ cảnh khác thì mình sẽ nói trong những video sau. Ok, bắt đầu thôi. Toàn cảnh là một cỡ cảnh giúp người xem thấy được nhân vật và môi trường, nhưng mà trong đó môi trường chiếm phần lớn và phần chính. Điều này làm cho người xem hiểu mối quan hệ giữa môi trường xung quanh và các nhân vật. Toàn cảnh cũng thường được sử dụng làm cảnh quay ở đầu cảnh để cho người xem biết đây là nơi hành động tiếp theo sẽ xảy ra. Ngoài việc truyền đạt mối quan hệ giữa các nhân vật và môi trường xung quanh, toàn cảnh còn được sử dụng để tường thuật những hành động giữa các nhân vật. Trung cảnh. Trong cảnh quay này, nhân vật chiếm phần lớn và là phần chính của khung hình, thường hiển thị một hoặc nhiều nhân vật và quay từ thắt lưng trở lên. Cả cảnh này cho biết thêm về chi tiết nhân vật, bao gồm ngôn ngữ cơ thể, cử chỉ và nhấn mạnh về hành động của nhân vật. Khi các bạn sử dụng trung cảnh bao gồm nhiều hơn một nhân vật, thì trung cảnh này có thể truyền đạt sự tương tác của mối quan hệ thông qua vị trí các nhân vật. Đây là lý do tại sao chúng thường được sử dụng cho những cảnh quay hai người, nhóm người và góc qua vai. Mình rất là thích nói về cái cỡ cảnh này. Tại vì theo mình nhớ thì với lịch sử hơn 100 năm của điện ảnh thì cảnh cận là một cái yếu tố mới vừa nổi sau này thôi. Và chính vì cái sự phát triển của ngành điện ảnh và cái sự sáng tạo trong dựng phim làm cho cảnh cận không bao giờ tách rời khỏi điện ảnh được nữa. Cỡ cảnh này quay từ trên ngực cho đến đỉnh đầu được sử dụng để giới thiệu và miêu tả sắc thái và cảm xúc của nhân vật. Điểm nổi bật quan trọng nhất là nó cho phép khán giả thấy sắc thái của hành vi và cảm xúc của nhân vật mà không thể nhìn thấy trong những cỡ cảnh rộng hơn. Nguyên tắc đơn giản này đã có tác động sâu sắc đến cách quay phim và dựng phim và cả trong việc phát triển ngành diễn xuất cho phim. Nếu như cảnh cận sẽ làm cho người xem thấy được sắc thái và cảm xúc của nhân vật thì cảnh đặc tả sẽ cô lập được cái sắc thái và cái cảm xúc đó một cách hiệu quả hơn. Sử dụng cảnh đặc tả để đóng khung một vật nhỏ hoặc chi tiết của một nhân vật
sẽ làm cho người xem hiểu rằng những gì đang được hiển thị là quan trọng và có ý nghĩa đối với cảnh quay theo một cách nào đó. Trời ơi, sao gần tới deadline rồi không làm cho xong đi ngồi chơi hoài vậy ba? Mày tới ngày đó có cho mày thôi, làm gì ghê vậy mày? Ok, mày làm sao làm phải có cho tao. Mày nên nhớ mày có ngày hôm nay là nhờ ai. Mày làm như có mình mày biết làm. Mình có làm một cái group làm phim, link ở dưới phần mô tả, các bạn hãy tham gia ha. Các bạn có bất cứ câu hỏi hay là vấn đề gì thắc mắc trong quay phim đó, các bạn cứ post lên thì mọi người sẽ giúp đỡ cho bạn. Và nếu mà các bạn có những cái sản phẩm video của mình đó, thì các bạn cứ post lên để mọi người có thể chia sẻ hay là học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Rồi chúc các bạn có những thức phim thật là đặc sắc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.